đừng cố ăn vạ. Chuyến công du tới Washington DC của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đập tan những luận điệu xuyên tạc phản động của các đối tượng. Thủ tướng đã rất thành công trong việc đưa hình ảnh Việt Nam lên một tầm cao mới, thể hiện rõ quan điểm của Việt Nam về nhiều vấn đề khác nhau. Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ đã được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá sẽ là bước mở đầu cho một mối quan hệ toàn diện của Mỹ với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong khuôn khổ làm việc của hội nghị, nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được đưa ra thảo luận. Thế nhưng, vấn đề mà nhiều đối tượng dân chửi mong chờ nhất đó chính là dân chủ, nhân quyền lại không được chú trọng. Đây là nỗi buồn của nhiều anh em dân chửi cả trong và ngoài nước. Nhiều trang phản động đã hằn học chia sẻ bài viết trên mạng trang báo nước ngoài về việc cần thúc đẩy dân chủ ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Không biết tác giả của bài viết trên có theo dõi chuyến công du của Thủ tướng không, nhưng riêng về khoản dân chủ thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói sẽ sẵn sàng đối thoại về vấn đề này. Việt Nam chẳng cần ai thúc đẩy dân chủ, chỉ có những kẻ chuyên đi bới móc, xuyên tạc mới cần điều đó. Việt Nam sẽ chẳng cần một nền dân chủ theo kiểu mẫu nào hết, chỉ cần nhân dân ấm no là đủ. Sẽ chẳng có quốc gia nào có quyền can thiệp chỉ trích Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Trong chuyến thăm làm việc đầu tiên tại Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiến hành hơn 60 hoạt động song phương và đa phương, trong đó có dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, làm việc tại Liên Hợp Quốc và tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại Mỹ. Thủ tướng cũng gặp Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Patrick Leahy, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, các bộ trưởng quan trọng nhất trong nội các, giới học giả, các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu tại Mỹ. Lãnh đạo các bộ, ngành tháp tùng Thủ tướng đã có hơn 40 cuộc gặp, làm việc, tọa đàm với các đối tác về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, an ninh, quốc phòng, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Những hoạt động song phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính và kết quả từ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ đã góp phần tạo thêm động lực phát triển cho quan hệ giữa Mỹ với Đông Nam Á nói chung và quan hệ Việt-Mỹ nói riêng. Chuyến công tác của Thủ tướng đã truyền tải rất rõ thông điệp khát vọng của Việt Nam về hòa bình, phát triển, nâng cao vị thế trong xuyên suốt cả ba nhóm hoạt động đa phương ASEAN-Mỹ, song phương Việt-Mỹ và gặp gỡ đại diện Liên Hợp Quốc. Thông điệp của Việt Nam được các bên đánh giá cao, đồng thời tạo đà phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ trong thời gian công tác tại Mỹ.